Thưa quý vị, luật tài nguyên nước sửa đổi gồm có 10 chương với 86 điều vừa được Quốc hội thông qua với 468 trên 472 đại biểu tán thành, chiếm 94,74%. Luật Tài nguyên nước sửa đổi quy định ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình tích trữ nước kết hợp bổ sung nhân tạo nước dưới đất tại các hải đảo, vùng khan hiếm nước, khuyến khích xã hội hóa hoạt động này và giao Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể việc bổ sung nhân tạo nước dưới đất. Các bộ ngành, địa phương phối hợp điều hòa, phân phối tài nguyên nước, chủ động khai thác hiệu quả nguồn nước, quy định chặt chẽ trách nhiệm trong khai thác nước cho sinh hoạt. Luật cũng quy định chuyển tiếp việc hoàn thành thủ tục đăng ký cấp phép khai thác tài nguyên nước cho các công trình thủy lợi chậm nhất là ngày 30 tháng 6 năm 2027. Luật Tài nguyên nước sửa đổi còn quy định việc sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, sử dụng nước tuần hoàn, tái sử dụng theo 3 cấp độ, trong đó Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định phương án, tỷ lệ phải tuần hoàn, tái sử dụng nước với các khu vực thường xuyên xảy ra hạn hán, thiếu nước. Đối với việc khai thác, sử dụng nước cho mục đích nông nghiệp, luật quy định rõ, sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, thời điểm cấp quyền khai thác tài nguyên nước sẽ cùng thời điểm thu tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ thủy lợi, còn sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ không phải nộp tiền cấp quyền khai thác sử dụng nước. Đặc biệt, luật ưu tiên phục hồi các dòng sông chết, xây dựng kế hoạch chương trình đề án phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nhằm khôi phục nguồn nước, tạo dòng chảy, cải tạo cảnh quan môi trường sinh thái. Luật cũng bổ sung quy định về đảm bảo cơ chế chính sách về tài chính cho các hoạt động phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm. Theo đó, kinh phí được bố trí từ ngân sách nhà nước và nhiều nguồn khác. Luật Tài nguyên nước sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.